Chào mừng các anh chị đến với The Crypto Views. Các anh chị thân mến, trong cái giai đoạn downtrend của thị trường như thế này thì chúng ta cần phải thường xuyên để theo dõi các cái dự án, các cái hệ sinh thái, xem coi là các cái hệ sinh thái này, các cái dự án mà chúng ta quan tâm đó thì nó hoạt động như thế nào, nó còn hoạt động tích cực hay không. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các anh chị một cái công cụ sẽ giúp cho các anh chị có thể theo dõi được một số các cái dự án, xem coi là họ có hoạt động tích cực hay không, doanh thu của họ có tốt hay không, rồi user đang hoạt động hàng ngày như thế nào. Thì anh chị có thể vào cái website nó có tên là TokenTerminal.com. Tại đây thì khi anh chị vào website này thì anh chị có thể thấy ở dưới cái mục Home nó có cái mục là Matrix. Tại cái mục Matrix này anh chị có thể kiểm tra một số các tiêu chí, ví dụ như là Active Developer. Tại đây thì anh chị sẽ kiểm tra coi là các cái dự án, các cái hệ sinh thái nào đang có cái lượng developer đang hoạt động hàng ngày nhiều nhất, thì anh chị sẽ xem ở đây họ có thống kê. Ví dụ như anh chị chọn cái mục DApp thì anh chị sẽ thấy là những cái dự án mà có cái số lượng developer đang hoạt động hàng ngày ở đây, ví dụ như là Osmosis, Uniswap hoặc là MakerDAO, Balancer, Lido Finance, rồi Synthetix, Live Beer, vân vân. Thì những cái dự án mà anh chị có thể thấy ở đây là nó sẽ xếp hạng từ cao cho tới thấp. Thấp nhất ở đây anh chị có thể thấy là Xinfin là có 11 người dev đang hoạt động ở trên hàng ngày ở trên dự án của họ. Thì anh chị có thể kéo xuống dưới, chúng ta có thể xem chi tiết, nó có một cái danh sách chi tiết ở đây. Thì anh chị cũng có thể kiểm tra xem cái dự án mà anh chị quan tâm thì nó có cái số lượng dev đang hoạt động hàng ngày là bao nhiêu. Thì anh chị có thể kéo xuống trong danh sách này. Rồi tương tự như vậy thì anh chị hoàn toàn có thể kiểm tra coi là hệ sinh thái nào nó đang có cái lượng dev hoạt động tích cực nhất. Thì anh chị bấm vào mục blockchain ở đây. Thì ở đây nó sẽ cho anh chị thấy là hệ Ethereum là đang có 206 developer đang hoạt động thường trực. Hoặc là có Smart, Cardano, Polkadot, Kusama, Falco, Solana, Near Protocol, Polygon, rồi Elron hoặc là Helium, vân vân. Thì anh chị sẽ nhìn vào đây coi là cái trend mà anh chị muốn và anh chị đang quan tâm thì cái lượng dev của họ có hoạt động thường xuyên hay không. Thì đây là một cái chỉ tiêu để kiểm tra về cái đội dev đang hoạt động trên dự án. Anh chị muốn kiểm tra tất cả thì chúng ta sẽ bấm vào cái mục All ở đây thì nó sẽ xuất hiện. Nó sẽ có cả vừa là DApp vừa là hệ sinh thái luôn. Thì đây là một cái chỉ tiêu thứ nhất về các cái developer đang hoạt động hàng ngày ở trên dự án hoặc là trên nền tảng. Tiếp theo thì anh chị có thể xem coi là các cái chain hoặc là các cái DApp thì nó có cái số lượng user đang giao dịch tương tác hàng ngày ở trên nền tảng này như thế nào. Thì ở đây chúng ta cũng có thể chọn All hoặc là chúng ta chọn DApp chúng ta xem. Thì ở phần DApp thì anh chị thấy là Uniswap đang có là 42.600 người đang hoạt động hàng ngày. Rồi OpenSea thì có 39,1 ngàn. Rồi AVE 8,1. Blur là có 8 ngàn. Rồi đây có rất là nhiều các cái dự án. Thì con số này nó sẽ thay đổi theo hàng ngày. Anh chị có thể vào đây anh chị theo dõi coi cái dự án mà anh chị đang quan tâm thì nó có số lượng người dùng hoạt động thường xuyên hay không. Đặc biệt anh chị lưu ý là các cái dự án nó liên quan tới các sàn DEX hoặc là các giao thức mà có người dùng họ lên họ tương tác, ví dụ lending hoặc là staking, các sàn DEX hoặc là các cái sàn phái sinh. Thì những cái sàn đó coi là cái lượng user của họ nhiều hay ít. Còn nếu như mà cái lượng user ít quá thì giai đoạn này chúng ta không nên chọn để đầu tư vào các cái sàn đó, bởi vì rất có khả năng là nó sẽ không qua khỏi trong cái mùa downtrend này. Rồi tương tự như vậy thì anh chị có thể chọn ở cái mục là blockchain để anh chị biết coi là các cái hệ sinh thái layer 1 nó đang có cái lượng người dùng như thế nào. Thì anh chị thấy là 1,3 triệu người dùng hàng ngày là dành cho mạng lưới của Binance Smart Chain. Ethereum thì ít hơn, có 374 ngàn. Rồi Polygon là có 305, Arbitrum là có 61,5, Optimism là có 42,7 và Avalanche là có 23,1 ngàn. Như vậy thì các anh chị thấy là lượng người dùng vẫn đang tập trung nhiều ở chain Binance Smart Chain. bởi vì nó liên quan tới sàn Binance cũng như là các cái dự án ở Binance Smart Chain thì có sự tăng trưởng tốt, cho nên là các cái nhà đầu tư, các cái user đang tập trung vào trong các cái hệ này. Rồi các anh chị cũng nhìn vào đây, các anh chị cũng có thể thấy thì các cái mảng Layer 2 Optimism với Arbitrum là đang có cái lượng người dùng cũng khá là cao. Mặc dù nó không bằng các chain khác nhưng mà nó là chain mới và có cái lượng người dùng như thế này thì đây chứng tỏ là cái Layer 2 của Ethereum là một trong những cái chain mà chúng ta cần phải quan tâm trong cái mùa upchain sắp tới. Ngoài ra thì Polygon các anh chị thấy mặc dù nó là vừa Layer 2, nó vừa là Layer 1 luôn, nhưng mà xét về sự ra đời, nó ra đời sau Ethereum, nhưng mà hiện tại thì Polygon đang phát triển rất là mạnh mẽ và anh chị thấy lượng người dùng ở trên nền tảng của Polygon cũng khá là cao, nó tới 300.000 người, chỉ thua Ethereum có một chút thôi. Thì đây cũng là một trong những dự án mà anh chị hoàn toàn có thể quan tâm trong cái mùa DAO này. Rồi anh chị muốn kiểm tra danh sách thì chúng ta cũng lại kéo xuống và nó có cái danh sách dài như thế này, anh chị có thể kiểm tra xem cái dự án của mình nó có nằm trong cái danh sách này hay không, và nếu có thì anh chị hoàn toàn có thể đánh giá được các cái chỉ tiêu ở đây. Tương tự như vậy thì chúng ta xem tới một chỉ tiêu tiếp theo, nó chính là earning, có nghĩa là thu nhập của các cái nền tảng này. Thì anh chị hoàn toàn có thể lựa chọn là 7 ngày, 30 ngày, 90 ngày hoặc là 365 ngày là 1 năm, hoặc là anh chị chọn max luôn là tính từ đầu khi mà nền tảng này nó được thành lập, dự án này nó được ra đời cho tới thời điểm hiện tại. Thì anh chị hoàn toàn cũng có thể chọn ở cái mục địa app riêng, blockchain riêng để chúng ta dễ dàng chúng ta đánh giá. Thì ở đây có các cái dự án nó liên quan tới là các cái sàn DEX, các cái nền tảng về lending, hoặc là các sàn DEX làm về phái sinh, rồi các cái nền tảng ví dụ như sàn giao dịch mua bán NFT, OpenSea. Ở đây là những cái nền tảng nó có thu nhập cao, từ cao cho tới thấp. Thì các anh chị thấy trong cái mùa DAO chain như này rất nhiều các nền tảng là họ thua lỗ, chỉ có một số ít như thế này là họ có kiếm được lợi nhuận thôi. Rồi tương tự như vậy thì anh chị hoàn toàn có thể kiểm tra cái phần doanh thu của các cái dự án thông qua cái phần là revenue ở đây. Rồi anh chị qua một cái chỉ tiêu tiếp theo là chúng ta đánh giá về cái revenue là doanh thu. Thì cái phần doanh thu này thì anh chị có thể chọn là phần địa app riêng để chúng ta đánh giá, hoặc là chọn blockchain để chúng ta xem các layer 1 như thế nào. Thì ví dụ ở đây về layer 1 các anh chị hoàn toàn có thể thấy là Ethereum là một trong những nền tảng luôn luôn có cái phần doanh thu cao nhất ở trên thị trường là tới 462 triệu đô. Trong khi đó những layer 1 khác ví dụ Binance Smart Chain chỉ mặc dù người dùng nó nhiều nhưng nó chỉ thu được có 13 triệu đô thôi. Rồi tiếp theo là Falco thu được tới 11 triệu đô. Trong vòng 6 tháng qua thì anh chị thấy là tiếp theo là có Avalanche, Solana, Polygon. Nhưng mà cái doanh thu của họ anh chị thấy ở đây rất là thấp. Nếu như chúng ta kiểm tra ở cái mục 30 ngày thì anh chị thấy còn khá là thấp nữa, chưa tới 1 triệu đô một tháng. Thì chỉ có Ethereum với lại Binance Smart Chain là vượt qua mốc là triệu đô thôi. Còn lại thì có cái doanh thu rất là thấp, và nhiều các cái layer 1 họ không có doanh thu. Ví dụ như họ không có hệ sinh thái thì họ không có các cái địa app xây dựng trên đó thì họ cũng không có doanh thu. Rồi, ví dụ như anh chị chọn ở cái mục địa app thì anh chị cũng có thể xem được các cái phần doanh thu của các cái địa app, ví dụ như OpenSea hoặc DEDX, PancakeSwap hoặc là GMX thì có cái phần doanh thu cũng khá là tốt ở đây. Đây là những cái dự án mà trong cái mùa DAO chain này họ vẫn có doanh thu và họ vẫn có cái nguồn thu để giúp cho duy trì các hoạt động. Thì đây là những cái dự án có khả năng họ sẽ sống sót qua được cái mùa DAO chain này. Còn những cái dự án mà họ làm về ngành dịch vụ liên quan tới sàn DEX mà họ không có người dùng, họ cũng không có doanh thu thì chúng ta cũng không có kỳ vọng, và chúng ta cũng không nên vội vàng đầu tư vào các cái dự án đó bởi vì có khả năng nó sẽ bị khai tử trong cái mùa DAO chain này. Rồi tương tự như vậy anh chị hoàn toàn có thể kiểm tra được các chỉ số khác ở đây, ví dụ như Total Value Locked, rồi Treasury anh chị cũng có thể kiểm tra. Thì cái phần này để rút ngắn thời gian của video thì anh chị hoàn toàn có thể tự mình kiểm tra các chỉ tiêu này. Rồi sau khi mà anh chị đã kiểm tra xong cái phần metric thì chúng ta có thể tới cái mục là Markets để anh chị có thể đánh giá chi tiết từng cái dự án. Thì trong đây họ sẽ phân ra các cái mảng chính, ví dụ như là Exchange, Lending, Blockchain hoặc DeFi. Thì trong cái phần Exchange thì đa phần anh chị thấy là liên quan tới các cái sàn DEX và các cái sàn phái sinh. thì ở trong đây nó có gần như đầy đủ các cái chỉ tiêu để anh chị có thể so sánh, ví dụ như là giá cả của cái token đó như thế nào, rồi thay đổi trong vòng 24 giờ, cũng như là cái market cap của nó là bao nhiêu, rồi TVL của nó là bao nhiêu, phí thu được bao nhiêu, rồi trong 7 ngày qua như thế nào, rồi có các cái tỷ lệ giá cả ở trên phí, rồi có cả một treasury là dự trữ là bao nhiêu ở đây. Thì anh chị hoàn toàn có thể kiểm tra các cái dự án nó liên quan tới cái mảng exchange trong cái danh sách này để chúng ta đánh giá coi hiệu quả của họ hoạt động ở cái mùa DAO chain này như thế nào. Ngoài ra thì anh chị có một cái mảng nữa đó liên quan tới là lending. Thì trong cái mảng lending này thì cũng có một cái danh sách các cái dự án, anh chị hoàn toàn cũng có thể vào kiểm tra tương tự. Tương tự như vậy thì các cái blockchain đó chính là các cái layer 1 thì họ cũng có cái thống kê tương tự như vậy ở đây. Rồi ngoài ra thì mảng DeFi cũng là mảng quan trọng nhất mà cái trang TokenTerminal này họ cũng đánh giá khá là chi tiết các cái dự án liên quan tới mảng DeFi ở trong đây. Rồi anh chị hoàn toàn có thể vào để kiểm tra cái dự án mà mình đang quan tâm. Dựa theo cái danh sách này nó có thêm các cái thông tin để giúp cho các anh chị có thể đánh giá và tránh những cái dự án mà nó đã chết rồi. Thì chúng ta mua vào ở giai đoạn này thì nó rất là rủi ro cho các anh chị. Rồi ngoài ra thì có cái mục project thì anh chị hoàn toàn có thể vào đây để kiểm tra chi tiết từng cái dự án riêng lẻ trong cái danh sách này. Thì nó cũng giống như CoinMarketCap, anh chị bấm vào thì nó cũng có xuất hiện những cái thông tin cơ bản của một dự án ở đây. Thì cái phần này anh chị hoàn toàn có thể kiểm tra nó trên CoinMarketCap. Các anh chị lưu ý là trong TokenTerminal này thì họ chỉ liệt kê phần lớn các cái dự án nó liên quan tới là cái phần có cái hoạt động kinh doanh đó các anh chị. Có nghĩa là nó liên quan tới các cái sàn giao dịch nè, các cái mảng về lending hoặc là mảng về DeFi. Còn mà các anh chị đang phân tích và tìm hiểu các cái dự án liên quan tới các mảng khác, ví dụ như là bảo hiểm, rồi mảng về lưu trữ, rồi này kia các thứ, thì nó sẽ không có thuộc cái phần thống kê của trang TokenTerminal này. Cho nên là các cái dự án khác mà nó không có nằm trong các cái danh mục này thì anh chị có thể đánh giá ở các cái tiêu chí khác. Và anh chị cũng lưu ý rằng là một số tiêu chí ở đây nó chỉ là một trong những cái phần trong cái quy trình mà anh chị lựa chọn cái đồng coin để mình đầu tư, nó không phải là tất cả để giúp cho anh chị ra quyết định. Tuy nhiên nếu như mà các cái chỉ tiêu khác nó ok hết mà doanh thu của nó có và user nó hoạt động hàng ngày thì đó là những cái tiêu chí giúp cho anh chị có thể an tâm lựa chọn một cái đồng coin, giúp cho các anh chị có thể hold dài hạn, và trong cái mùa uptrend sắp tới thì chắc chắn nó sẽ có cái sự tăng trưởng. Rồi, cảm ơn các anh chị đã theo dõi video. Thân ái chào tạm biệt các anh chị. Nếu thấy cái video này hữu ích, anh chị cho chúng mình một nút like, một nút subscribe để giúp kênh tiếp tục phát triển. Thân ái chào tạm biệt các anh chị.